Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang ở trong tháng 7 âm lịch, tháng mà dân gian người ta gọi là tháng cô hồn. Cô hồn có nghĩa là những linh hồn mồ côi, những linh hồn không được cho ăn uống, những linh hồn đói khát, cứ phải lang thang hết chỗ này đến chỗ kia. Và những linh hồn ấy quấy quất người còn sống. Cho nên là người ta bảo rằng trong tháng 7 này thì làm cái gì cũng phải cẩn trọng, kẻo các cô hồn quấy phá. Có người còn bảo rằng đi chơi còn thiệt, huống gì là đi buôn. Cho nên là ở dân gian người ta kiêng làm lụng, kiêng buôn bán, kiêng những việc quan trọng trong tháng 7. Trừ khi bất đắc dĩ không thể làm gì được thì phải thực hiện trong tháng 7. Chúng ta là những người công giáo, chúng ta không tin điều ấy. Chúng ta không tin điều ấy là bởi vì trong niềm tin của chúng ta thì không có cô hồn, cũng không có vong hồn. Vong hồn hay cô hồn, đó là linh hồn của người chết còn ở trên thế gian này và quấy quất người sống. Còn chúng ta không tin cái điều ấy là bởi vì tất cả mọi loài đều thuộc về Chúa, nhất là con người. Cho nên khi một người nhắm mắt xuôi tay, thân xác của họ còn ở đấy, nhưng linh hồn của họ thì đến trước tòa Chúa để đón nhận sự phán xét. Và không chỉ linh hồn của người công giáo, mà linh hồn của bất cứ con người nào khi chết cũng sẽ phải đến trước tòa Chúa. Bởi vì trong niềm tin của chúng ta, Thiên Chúa là chủ của vạn vật. Không phải chỉ là Thiên Chúa của người công giáo, mà là Thiên Chúa của vạn vật. Cho dù là tin hay không tin, cho dù theo đạo nào hay đạo này hay đạo kia, thì đều nằm dưới quyền cai trị của Thiên Chúa. Và khi mà người ta nhắm mắt xuôi tay kết thúc cuộc đời này, thì cho dù anh ở đạo nào đi nữa cũng sẽ đến trước tòa Chúa để đón nhận sự phán xét. Với những người đã được trao ban cho kho tàng là lời Chúa và các bí tích, đã được trao ban cho những ân sủng, đã được trao ban cho sự sống ở đời này qua bí tích rửa tội, sẽ phải trả lẽ về những gì mình đã đón nhận. Còn những người không được trao ban cho những quà tặng ấy thì họ bị tra hỏi về đời sống, về những gì họ đã làm hay không làm theo sự mách bảo của lương tâm. Thế cho nên trong niềm tin của chúng ta không có cô hồn, không có phong hồn, nhưng có sự phán xét. Có đời này, có đời sau. Có sự sống đời này và sự sống đời sau. Sự sống đời này chỉ là sự sống tạm, còn sự sống đời sau mới là sự sống vĩnh cửu. Chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho người đã qua đời là chúng ta xin cho người đã qua đời được hưởng lòng khoan dung của Chúa trong lúc phán xét. Và chúng ta dám hy vọng vào điều ấy bởi vì chúng ta kêu cầu lên Thiên Chúa nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Chúng ta lại kêu cầu với tư cách của một người con. Mà với chúng ta thì khi con cái khẩn xin với bố mẹ, cho dù khó tính đến mấy, chúng ta vẫn động lòng trắc ẩn. Thế mà Thiên Chúa là cha nhân lành vô cùng. Chúng ta tin rằng những lời cầu xin của chúng ta sẽ được Chúa nhận lời. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn cầu xin luôn luôn là bởi vì việc cầu xin này nhắc chúng ta về niềm tin của chúng ta, nhắc chúng ta về sự sống đời đời mà chúng ta sẽ hướng đến.
và nhắc chúng ta về cái điều mà Đức Giê-xu đã quả quyết. Ai tin vào tôi thì sẽ có sự sống đời đời. Tin cho nên chúng ta cầu xin, tin cho nên chúng ta thờ phượng, tin cho nên chúng ta làm những việc mà đức tin mách bảo cho chúng ta. Xin Chúa đón nhận lời cầu xin của chúng ta qua thánh lễ này, mà đón nhận linh hồn Maria và hưởng sự sống trong nước Thiên Chúa. Bà không có lang thang ở nơi này nơi kia, bà không phải là một vong hồn ở chỗ này chỗ khác như người ta vẫn tin, nhưng là con cái của Chúa và được hưởng sự sống của chính Thiên Chúa. Đồng thời khi cầu nguyện cho người đã qua đời, chúng ta cũng được nhắc nhớ về cái điều căn bản ấy. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta phải trả lễ trước tòa Chúa về những gì mình đã nghĩ, đã nói, đã làm ở trên trần gian này. Và vì thế mà chúng ta cần phải điều chỉnh những suy nghĩ, lời nói và việc làm ấy cho hợp với tin mừng của Đức Giê-xu Kitô. Chúa Giê-xu đã quả quyết, ai tin vào ta thì sẽ có sự sống đời đời. Chúng ta hãy giữ vững niềm tin ấy và làm cho niềm tin ấy luôn cháy sáng trong cuộc đời của chúng ta.